Lần đầu tiên, Canon đã ra mắt dòng máy in dành riêng cho thị trường Việt với ưu điểm hợp mực to hơn phù hợp với nhu cầu in ấn của doanh nghiệp Việt. Dòng máy laser đơn năng LPP 161DN có kích thước nhỏ gọn tương tự dòng tiền nhiệm là LPP 151DV nhưng có thiết kế hợp mực với sức chứa lớn hơn và năng suất in là 4.100 trang. Ngoài ra, tốc độ in của máy cũng tăng lên đến 28 trang một phút đối với giấy khổ A4, hỗ trợ in giấy A5 và A6. Trong đó, thì tốc độ in A5 được cải thiện chỉ còn 12,1 giây so với tốc độ 49,9 giây của sản phẩm tiền nhiệm. Chiếc máy in này của Canon còn sử dụng công nghệ sấy nóng cục bộ độc quyền của hãng, giúp thời gian làm nóng máy được rút ngắn từ 8 giây xuống còn 5,2 giây, giảm tiêu thụ điện năng. Máy sử dụng màn hình LCD 5 dòng hiển thị ngôn ngữ tiếng Việt cho phép người dùng có thể kiểm tra lượng mực, thay đổi thông số in ấn và kiểm tra vận hành của máy. Sản phẩm có mức giá là 6,6 triệu đồng, bảo hành 2 năm thay vì 12 tháng như các dòng máy in khác.